Bài Kinh số 48 Kinh Kosambiya Kosambiya Sutta 491 Như vậy tôi nghe Một thời, Thế Tôn ở Kosambi Tại tinh xá Gushita Lúc bấy giờ, các tỷ kheo ở Kosambi Sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau Đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi họ không tự thông cảm nhau không chấp nhận thông cảm họ không tự hòa giải không chấp nhận hòa giải rồi một tỷ kheo đến chỗ thế tôn ở sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn các tỷ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo và bảo như sau. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo các tỷ kheo ấy như sau. Bậc đạo sư cho gọi Chư Tôn giả. Thưa vân, Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn đến chỗ các tỷ kheo ấy ở, sau khi đến liền thưa với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư cho gọi Chư Tôn giả. Hiền giả, vân. Các tỷ kheo vân đáp tỷ kheo ấy đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi xuống một bên này các tỷ kheo có đúng sự thật chăng các ông sống cạnh tranh luận tranh đấu tranh đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi và các ông không tự thông cảm nhau không chấp nhận thông cảm không tự hòa giải nhau không chấp nhận hòa giải bạch thế tôn có vậy. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Trong khi ấy, các ông có an trú, bất chư patita từ thân hành, metta kayakama đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không, các ông có an trú tự ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn không. Như vậy, nay các tỷ kheo, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy không có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng như vậy này các kẻ mê mờ kia do biết gì do thấy gì các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Như vậy, nay các kẻ mê mờ kia, các ông sẽ phải chịu bất hạnh, đau khổ trong một thời gian dài. 492 rồi thế tôn bảo các tỷ kheo này các tỷ kheo có sáu pháp này cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái tạo thành tương kính đưa đến hòa đồng đưa đến không tranh luận hòa hợp nhất trí thế nào là sáu ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú tự ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo đối với các tài vật nhận được đúng pháp hợp pháp cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát tỷ kheo không phải là người không san sẻ các tài vật nhận được như vậy phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức pháp này cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái tạo thành tương kính đưa đến hòa đồng đưa đến không tranh luận hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các giới luật không có vi phạm, không có tỳ vết, không có vẫn đục, không có uế tạp, giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tri kiến thuộc về Bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh, diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến như vậy, cùng với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Này các tỷ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Này các tỷ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này có một pháp tối thượng thu nhiếp tất cả làm diền mối cho tất cả chính là tri kiến này thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau này các tỷ kheo ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp có một pháp tối thượng thu nhiếp tất cả làm diện mối cho tất cả chính là mái nhọn. Cũng vậy, nay các tỷ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm diền mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh, diệt tận khổ đau. 493 Này các tỷ kheo, thế nào là tri kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến dưới gốc cây hay đi đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau không biết ta có nội triền nào chưa đoạn trừ không do nội triền này nếu tâm ta bị triền phượt thì ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị tham dục triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị sân triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị hung trầm thụy miên triền phược, cho đến như vậy tâm của vị này bị truyền phược này các tỷ kheo nếu tỷ kheo bị trạo hối triền phược cho đến như vậy tâm của vị này bị triền phược này các tỷ kheo nếu tỷ kheo bị nghi triền phược cho đến như vậy tâm của vị này bị triền phược này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có tâm bị thế sự đời này ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo có tâm bị thế sự đời sau ràng buộc, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược vị ấy biết rõ như sau. Ta không có nội triền chưa được đoạn trừ. Do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 494 Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịch chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ hay không? Vị này biết rõ như sau. Trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịch chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ, đó là trí thứ hai mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 495. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Tri kiến như ta đã thành tựu này, có thể có một sa môn hay bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu tri kiến như vậy không vị ấy hiểu rõ như sau tri kiến như ta đã thành tựu không có một sa môn hay bà la môn nào khác ngoài tổ chức này thành tựu tri kiến như vậy đó là trí thứ ba mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế các phàm phu không thể cộng chứng 496 Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Pháp tánh, đam ma ta, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Pháp tánh như vậy, ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp tánh, này các tỷ kheo một vị chứng được tri kiến thành tựu bất cứ giới tội nào vị này vi phạm giới tội ấy liền được xuất tội vị này lập tức phát lộ tỏ bày trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi phát lộ tỏ bày trình bày vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai này các tỷ kheo, ví như một đứa trẻ con ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút lui tay hay chân nếu tay hay chân của nó chạm phải than đỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào vị này vi phạm giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ tỏ bày trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi phát lộ tỏ bày trình bày vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai vị ấy biết rõ như sau pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu pháp tánh như vậy ta có thành tựu như vậy là trí thứ tư mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 497 Lại nữa, nay các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu đây là pháp tánh này các tỷ kheo một vị chứng được tri kiến thành tựu bất luận sự việc cần phải làm giàu lớn nhỏ gì giúp cho các vị đồng phạm hạnh vị này nỗ lực thực hiện nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học tăng thượng tâm học tăng thượng tuệ học này các tỷ kheo ví như con bò có các con bê. Khi đang nhổ lùm cỏ lên ăn, vẫn coi chừng con bê. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần phải làm dầu lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học vị này biết rõ như sau. Pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Pháp tánh như vậy, ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được. Thuộc các bậc thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 498 Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không và này các tỷ kheo sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu đây là sức mạnh này các tỷ kheo một vị chứng được tri kiến thành tựu trong khi pháp và luật do như lai tuyên thuyết được giảng dạy sau khi chú tâm chú ý chuyên chú toàn tâm trí vị này lóng tai nghe pháp vị này biết rõ như sau sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy ta có thành tựu như vậy là trí thứ sáu mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế các phàm phu không thể cộng chứng 499. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy, ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỷ kheo một vị chứng được tri kiến thành tựu trong khi pháp và luật do như lai tuyên thuyết được giảng dạy vị này chứng được nghĩa tín thọ Atta Veda, pháp tín thọ dhamma veda và sự hân hoan tương ứng với pháp vị này hiểu rõ như sau sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy ta có thành tựu như vậy là trí thứ bảy mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế các phàm phu không thể cộng chứng năm trăm như vậy nay các tỷ kheo pháp tánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này để chứng được quả dự lưu như vậy nay các tỷ kheo vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này, tức là đã thành tựu dự lưu quả. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.